Cảnh sát Sri Lanka đặt lệnh giới nghiêm sau khi đụng độ với người biểu tình. Cảnh sát ở thủ đô thương mại Colombo của Sri Lanka đã áp đặt lệnh giới nghiêm sau khi bắn hơi cay và sử dụng vòi rồng vào sinh viên biểu tình vào thứ Sáu, mùng 8 tháng 7, khi sự bất bình của công chúng leo thang về cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ. Sri Lanka này đã bị tê liệt bởi tình trạng thiếu ngoại hối, do đó quốc đảo này phải vật lộn để thanh toán cho các khoản nhập khẩu nhiên liệu, thực phẩm và thuốc thiết yếu. 20 triệu người đã phải chịu gánh nặng của lạm phát kỷ lục, đồng tiền mất giá và cắt điện hàng tháng. Các sinh viên bắt đầu tuần hành phản đối từ một trường đại học ở ngoại ô thành phố và tiến về dinh thự chính thức của Tổng thống Gotabaya Rajapaksa ở trung tâm khu thương mại. Những người biểu tình đã lên kế hoạch qua đêm bên cạnh các giao chắn của cảnh sát cho đến làn sóng biểu tình thứ hai vào sáng thứ Bảy. Những người biểu tình cho biết họ sẽ bao vây dinh thự của Tổng thống. Cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng để đẩy lùi đoàn người. Đoàn biểu tình kêu gọi Tổng thống Rajapaksa từ chức. Họ đổ lỗi cho cuộc khủng hoảng kinh tế khiến đất nước đang phải vật lộn để trả nợ lương thực, thuốc men và nhiên liệu và dự trữ ngoại hối ở mức thấp kỷ lục.